hồi sổ. Anh buông tôi ra. Này này này, anh bảo này, sao lại muốn chết? Anh để cho tôi chết đi. Sao phải chết? Tôi không muốn sống nữa. Tôi đi chết đây. Muốn chết thật chứ gì? Muốn chết không? Hả? Đúng, tôi đang muốn chết đây. À này, anh bảo ấy, nếu thực sự em muốn chết á, trước khi chết có thể cho anh thùng phát được không? Được thôi. Đừng lên à? Đi. Ôi, em ơi, sướng quá, mỗi tội hơi ngứa rồi. Sướng không? Sướng, thế em sướng không? Sướng. Sướng thế đòi chết là gì nữa, đừng chết nữa. Sida giai đoạn cuối, chết mẹ đi chứ sống làm gì nữa. Really nigga. Thế có đi chết không? Đi à, bỏ mẹ cũng yêu bao. Con đã sai rồi. Sao mặt mũi mẹ ủ rũ đấy hả? Tao chán quá mẹ. Làm sao mà chán? Này, tao hỏi này. Cuộc sống vợ chồng mày dạo này thế nào? Vợ chồng tao bình thường. Sướng nhỉ? Chẳng bù cho vợ chồng tao ấy. Cuộc sống dạo này cứ như kiểu là ao tù nước đọng thôi. Giời ơi, gớm, lạ gì. Vợ chồng ở với nhau lâu chán đúng không? Đổi gió đúng không? Mày đi cặp bồ cho tao. Mày điên à? Xui vớ vẩn. Tao cặp bồ vợ tao biết thì chết tao à? Giời ơi, này, thế kỷ 21 rồi nhá. Mày cứ công khai luôn vụ ấy cho tao. Mày về mày nói thẳng mặt vợ mày là anh muốn cặp bồ cho cuộc sống nó đổi mới. Này, cách này có ổn không ấy? Mày không tin tao, cứ làm đi rồi sẽ biết nhá. Được nhá, tao tin mày lần này nhá. Tin, ok. Ôi, nhà, kính thưa vợ, hôm nay anh có điều muốn nói với vợ. Anh nói đi ạ. Vợ có thấy là cuộc sống của vợ chồng mình dạo này nó đi xuống không? Cũng thỉnh thoảng anh ạ. Thế là anh có ý kiến này, mong vợ đừng trách anh nhá. Anh thì là anh muốn ngoại tình ấy, để cho cuộc tình của mình ấy khá hơn được không? Ai nói cái điều này? Trời ơi, vậy anh đây suy nghĩ trong đầu anh luôn, anh không dám làm đâu. Thôi đi. Tôi đang nói ai là người nói cái điều này cơ mà. Ôi, đang chả tán thằng chó mèo đấy, không anh luôn. Ui sờ, lại thằng mèo, cái thằng chưa đi chợ đã hết tiền với nó và cũng bày đặt xúi em cái điều này à? Em nói cho anh nghe nhá, ngày trước nó cũng xúi em là ngoại tình với nó đấy, em cũng thử với bao nhiêu thằng rồi, thế rốt cuộc có ăn thua gì đâu? Anh bỏ ý định đấy đi anh ạ. Chó này lại lừa mình nhỉ? Thử với bao nhiêu thằng? Thằng mèo. Ôi trời ơi, chó này vợ tao mày còn không ta à? Ê, giờ tao biết là trời có chân. Trời có chân á? Mày bị dở à? Có, mới biết tối hôm qua trời có chân thật. Trời làm gì có chân? Có, làm gì có. Tao bảo hôm qua tao mới biết mà có chân thì cãi. Mày rất hay cãi tao ấy. Tao bảo không có chân. Lần nào cũng thế, mày cãi tao toàn mày sai. Có chân, mày làm gì có chân. Bây giờ mày sai mà trời. Bây giờ đi chứ. Em bảo trời có chân của bạn Tú luôn. Em bảo là trời không có chân luôn. Sao lại bảo trời có chân? Chả là thế này. Đêm hôm qua em dậy đi tè. Em đi ngang qua phòng bố mẹ em. Thấy bố em bảo là trời ơi, dạng chân ra. Đây, trời có chân còn gì? Thế trời có chân không hả cô? Làm gì có chân? Em bảo có chân. Tôi không biết. Em bảo có chân thì có tao chân. Trời có trời chân. Có chân, người ta gọi là chân trời. Trời phải có chân thì người ta mới gọi là chân trời. Nhưng mà trời là có chân. Một cốc nước. À vâng ạ. Nào, mai sang tôi chơi hay có việc gì? À, dạ thưa bác sĩ à, em vừa rồi em lên viện đấy. Nhưng mà mấy bác sĩ trên đấy bảo là hôm nay anh nghỉ, anh ở nhà. Hôm nay mình mệt quá, mình xin nghỉ ở nhà. Dạ, hôm nay em đến là chủ yếu là muốn cảm ơn bác sĩ. Gớm, đừng bày vẽ thế này. Được, cứ để đây. Thế nào, mắt từ hôm nay nhìn tốt chưa? Ui, tốt bác sĩ ạ. À,
bác sĩ à, đôi mắt của em rất đặc biệt à, nhìn ban đêm á mà cứ rõ như ban ngày. Chuyện mắt tôi tận tay thay cho mà. Mà cái trường hợp của cậu ấy cũng là cái trường hợp hiếm gặp trong ngành y tế. Đến ngày hôm nay khi nói về cái cảm xúc của cái buổi mổ hôm đấy, tôi thấy gần như là hôm đấy mình gần như là một vị cứu tinh của nhân loại. Tóm lại em phải rất là cảm phục bác sĩ đấy. Cả bệnh viện hôm đấy hết mắt mà bác sĩ vẫn cứu được mắt thay thế cho em. Dạ, em đội ơn bác sĩ nhiều lắm ạ. Lại nói chuyện hết mắt, tôi lại cảm thấy thán phục bản thân mình. Tôi thấy hôm đấy tôi như là một vị lãnh tụ ngành y tế. Tôi hôm đấy nhá, tôi phải đấu tranh với cả giám đốc bệnh viện này, đấu tranh với cả bộ trưởng bộ y tế này. Tôi đưa ra một quyết sách, đấy là bệnh viện không có mắt nhưng hàng thịt chó đối diện cơ quan vẫn còn mắt. Đấy là của hai con chó ở trong chuồng. Tôi sang thẳng tận nơi, tôi bảo mổ luôn cho tôi hai con này, mỗi con lấy một mắt lắp vào cho cậu. Ê, từ bác sĩ cho em hỏi nhé, có phải là hai con chó đấy một con đực một con cái không? Ờ đúng, chính xác, một con đực một con cái, mỗi con một mắt lắp vào cho cậu. Bỏ mẹ, chứ bảo sao ra đường ấy, em nhìn thấy đực em cũng thèm, mình nhìn thấy cái em cũng thèm đấy. Này, đặc biệt hơn nhá, khi em nhìn thấy cướp em còn thèm hơn, nhưng mà không dám ăn. Nhìn thấy cướp mà cũng thèm á. Đang ngủ mày gọi, như là gọi đỏ ấy. Này, hả? Này, mày mặc quần áo, mày đừng nói với tao là mày sắp đi đánh trận nhá. Tao sắp phải đi rồi mày ạ. Mà hôm nay tao gọi mày sang đây là muốn nhờ mày giúp việc. Thế là tao lại phải xa mày à? Thế có việc gì mày nói đi, giúp được gì tao giúp. Chắc tao lại phải xa mày một thời gian rồi. Chắc tao nhớ mày lắm đấy. Mày là cái thằng bạn thân mà tao tin tưởng nhất, nên tao mới gọi mày sang đây để tao nhờ anh. Mày nói thế nào ấy chứ, anh em mình sống với nhau từ hồi nối khố, không thân mới lạ đấy. Sang này, đây là một cái khóa mà tao đã làm cho vợ tao một khóa trên kia đấy. Chỉ từ chìa khóa này mới mở được. Nếu mà 6 năm nữa ấy, tao mà không về được ấy, thì mày hãy giúp tao làm nghĩa vụ của một người chồng. Ui, tao không làm được đâu. Vợ của bạn mình ai lại làm thế, kể cả mày có chết trận đi chăng nữa thì tao không làm đâu. Thôi, mày giúp tao đi. Mà nhớ nhá, 6 năm tao không về, mày được mở đấy. Quá trinh tiết hả mày? Đúng tao nhé. Thôi, bây giờ tao phải đi rồi. Chào bạn nhé. Để tao tiễn mày nhé. Hòa mình bù y áo, bù y áo. Mấy đôi rừng đầu yếu bù thống nở chinh như. Hòa mình dài trở đi, dài trở đi thân mì. Hòa mình bù y áo. Tao đuổi cho mày mãi. Ra à? Tao biết là tụi anh em mày lưu luyến tao, nhưng tao phải đi rồi. Mày đừng lưu luyến nữa. Tao bảo đây, để tao dở đã. Tao bảo này, mày đưa nhầm cho tao rồi. Nhầm? Mở mãi không được. Cái gì? Tao bảo mày là 5 năm sau tao không về mày được mở cơ mà. Chồng. Gì đấy? Cho vợ tiền vừa đi shopping được không? Có hết quần áo mà. Tiền ở ví ngoài phòng khách ấy. Chồng. Gì? Chồng giặt quần áo cho vợ được không? Chồng. Chồng. Ui giời, cái gì nữa? Lát nữa chồng dậy, chồng rửa nốt bát cho vợ nhé. Oh no. Ra vào đây. Vợ lại đây chồng hỏi tí. Chồng có hai câu hỏi cho vợ nhá. Câu đầu tiên là vợ từ đâu đến cuộc đời chồng vậy? Eo ơi, hôm nay còn nói những câu lãng mạn thế. Định nọt vợ cơ đấy. Thế còn câu hai là gì? Là vợ có thể trở lại ngay đây đấy được không? Có mỗi giờ ngủ trưa cứ làm phiền đấy. Tắt đoạn. Oh no.
thôi, mọc sự, mọc sự. Đồ mọc sự, mọc sự. Cô cắm sừng rồi đúng không? Cái gì? Cắm sừng? Chỉ có cô, chỉ có cô cắm sừng thôi nhá. Bây giờ nhá, ra đường ngày nào cũng có thằng nó chia tôi là đồ mọc sừng nhá. Anh suy nghĩ cái gì đấy? Đứa nào nói với anh thế? Đứa nào tôi biết thì tôi hỏi cô làm cái gì? Đây, anh không biết đâu. Bây giờ anh vợ mình như này anh không tin. Anh lại đi tin cái thằng ớt đó ở đâu ấy. Nó bịa đặt cho tôi như thế. Bây giờ anh thử nghĩ đi, anh phải suy nghĩ. Động não lên, sử dụng cái đầu ấy. À không, đầu trên, để mà suy nghĩ. Anh nhìn đi, tôi thì xinh đẹp ngời ngời như thế này, chắc chắn phải có một cái đứa nào đấy nó muốn phá hoại hạnh phúc gia đình nhà mình. Anh nghĩ có đúng không? Ừ nhỉ, mình sẽ tìm người à? Vâng. Anh sao đây? Buông tay tôi rất là bực mình đấy. Ôi, đồ mọc sừng lại còn hớt lẻo. Cho cốc trà đá chị ơi. Ở đây. Đang mệt thì cũng giết người hôm qua đấy. Đầu. Đương nhiên là chặt xác rồi. Cả đêm xử lý cái xác chả mệt. Ừ, giết người thì bình thường, bây giờ tao chỉ ngại bạo lực thôi. Cái gì? Có vụ hiếp dâm á? Được rồi. Để tao chuẩn bị tài liệu. Tưởng gì chứ hiếp dâm thì tao làm. Dâm mà cần phải tài liệu á, còn non là xanh lắm chú em ạ. À. Anh đây kinh nghiệm hiếp dâm 10 năm, thích ý, qua đây chỉ dạy. Cô qua đây, anh đang bị bắt bị tội hiếp dâm. Ừ, anh ơi, em đùa anh ơi. Đùa cái gì, tôi đã theo dõi anh từ lâu rồi, mời anh lên phường. Ôi đùa đấy. Này làm gì không biết, để nhà cửa bừa bộn ra như thế này. Ô. Quái lạ, mình bao giờ mình mặc cái loại này đâu. Ông Nam đâu? Gửi gọi cái gì đấy, đang dở trận. Ông nói cho tôi biết, hai quả lót này là của ai? Đây của lót nữ, làm sao tôi biết được? Thì ông không biết thì ai biết? Đây của lót phụ nữ mà, tôi biết làm sao? Con nở. Con ở đâu? Con đây bà mọi người con. Mày nói tao biết hai quần lót này là của ai? Không biết. Ở nhà này chỉ có tao mới là phụ nữ. Mày không biết, tao không biết. Chẳng nhẽ ông mặc cái đấy à? Con nói thật rồi. Con không biết. Mày không biết thì ai biết? Con thề luôn. Bà không tin bà cứ hỏi ông. Ông biết là con nói là con mặc quần lót đâu? À, hai cái người này. Ông đứng lại đấy thôi. Mày còn về cái nhà này làm cái gì nữa hả? Sao mày không đi luôn đi? Con cái mất dạy. Đi mấy tháng trời không gọi điện về cho bố. Oh no. Bố ơi, dạ. Bố ghi oan cho con rồi. Thật sự con nhớ bố nhiều lắm. Nhiều là khi con muốn gọi cho bố lắm nhưng mà Nhưng cái gì? Hả? Không phải bố ạ. Mà nhiều khi nhá, con cứ đi cố ý định gọi cho bố cái là cô ấy lại không cho phép con gọi. Oh mày, no. Cái loại mất dạy này. Mày đi ra ngoài chơi bời lêu lỏng, yêu đương lăng nhăng hả? Đứa nào? Mày quen biết đứa nào mà nó không cho mày gọi điện về cho bố? Dạ, đứa đấy là cái đứa mà mỗi lần con đặt điện thoại lên tai con gọi ấy thì cô ấy bảo là thuê bao quý khách không đủ tiền để thực hiện cuộc gọi này. Đấy, con khổ lắm, đi học khổ lắm, tiền còn phải vay để về đây này. Dư bố mày. Thế lấy bao tiền? Dạ. Bố ơi, hơi tùy tâm thôi, nhưng mà cứ từ chục củ đổ lên là được ạ. Oh no. Chờ đấy. Tiền là nhanh. Mày bỏ tay xuống.
ly trà đá. Ồ, Việt Nam chúng mày ăn bánh mì ăn cá vó hả? Ừ. Trời, chỗ tao không thế đâu. Bên tao chỉ ăn ruột bánh mì thôi. Còn vó ấy, thì bọn tao chế thành bánh sừng bò bán sang cho Việt Nam chúng mày. À mà chúng mày ăn bánh mì, chúng mày có ăn với mứt không? Có, mà làm sao? Bình tĩnh, bình tĩnh. Tao chỉ hỏi thôi. Ở bên tao ấy, hoa quả thì bọn tao chỉ ăn phần ruột thôi. Còn vó với cả hột, chúng ta chế thành mứt bán sang cho Việt Nam chúng mày. Thế bên chúng mày có ấy ấy không? Ấy ấy. À, là thế này ấy hãy. Là ấy ấy đấy. À, có chứ. Thế chúng mày đi trần hay là dùng bao? Chúng tao thì cũng có lúc dùng bao, có lúc đi trần, nhưng mà vẫn dùng bao nhiều hơn. Vậy tao hỏi nhá, chúng mày dùng bao xong chúng mày làm gì? Thì cái đấy dùng xong chỉ có vứt đi thôi chứ có làm được cái gì nữa đâu. Chúng mày kém. Bên Việt Nam mà tao khác. Thế Việt Nam chúng mày làm gì? Chúng tao tái chế lại. Cái đấy mà không tái chế được hả? Tái chế thành một siêu phẩm. Ôi trời ơi. Này, cái đấy là thành cái gì mày nói cho bọn tao biết với. Thành cái mà mày nhai trong mồm nãy giờ ấy. Xỏ lá, không uống nữa. Làm sao? Tao tìm mày có chuyện đây này. Ừ, cái việc gì nói nhanh, tao đang bận bao nhiêu việc kìa. Ừ, chuyện quan trọng lắm. Quan trọng thì nói đi. Tao bảo nhá. Hôm trước tao về, tao gặp vợ tao với một thằng đang ngủ trên giường. Tao điên quá, tao lao vào định chém chết chúng nó. Chém chưa? Chưa chém. Tao thấy vợ tao ngon quá, tao tiếc. Thế là thôi, cả ba người cùng đi uống cà phê. Thế rồi sao? À, lại hôm tiếp theo. Tao về, tao gặp vợ tao ngủ với hai thằng trên giường. Ủa tao điên ấy, sôi sùng sục máu rồi. Tao lao vào tao định chém chúng nó. Chém chưa? Chưa chém. Sao chưa chém đi? Nhìn vợ tao ngon quá, tao lại tiếp. Thế là cả bốn cùng đi uống cà phê. Thế tóm lại mày lôi tao ra đây chỉ để kể chuyện uống cà phê thôi à? Còn tiếp. Sao nữa? Hôm tiếp theo tao lại về, tao gặp vợ tao ngủ với ba thằng trên giường. Ui tao lúc ấy tao không có gì đó. Tao lao vào tao giơ lên tao định chém rồi. Chém chưa? Chưa chém. Giời ơi, sao mà chưa chém đi? Nhìn vợ tao nó trần phường tao ngon thế chứ ạ. Thế là tao lại tiếp. Thế là cả năm người cùng đi uống cà phê. Ui giời, khổ quá, tao đang bận bao nhiêu việc mày gọi tao đây có mỗi việc đấy thôi à? Không, ý tao là khác, tao muốn hỏi mày chuyện khác. À, ý mày định hỏi là vợ mày lăng loàn như thế, mày có bỏ được nó không cái gì? À, tao là khác này, nghe rõ nhá. Khác là cái gì? Tao muốn hỏi mày là mày chuyên bác sĩ đúng không? Mày cũng hay uống cà phê đúng không? Mày cho tao hỏi là... Ui giời, khổ quá, nhanh lên. Tao uống nhiều cà phê như thế có hại gì đến sức khỏe không? Mày bị động kinh à? Này, tóm lại là có hại hay không? Đây, mời cô vào nhà. Nào, bàn đại học của bà ngồi xuống đây nào. Mẹ cháu vừa đi chợ một lát, tí mẹ cháu về cô ạ. Mẹ con đi chợ lâu chưa? Mẹ cháu vừa mới đi, chắc mẹ cháu về bây giờ cô ạ. Bằng đại học của bà nhìn cái gì đấy? Có thích con mèo à? Sao cô lại gọi nó là bằng đại học ạ? Chắc lại lớn lên muốn cháu nó thành đạt đấy mà. Thực ra là như này, con gái của cô thì cũng chạc tuổi con đấy. Cô cho nó lên phố học đại học mất 4 năm rồi, tiêu hết bao nhiêu là tiền, ăn hết bao nhiêu là cơm gạo mà cô mang về cho cô được cái bằng thật đâu. Chồng thì không có đấy, nó mang về cho cô cái bằng này đây này. Thế đây không phải là bằng đại học chứ là cái gì hả con? Mà